Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang ở đây là ở xã Long Sơn quý vị nhá. Đấy, trên một cái mảnh đất mặt tiền đường. Đường này gọi là đường 28 tháng 4, tức là ngày giải phóng của thành phố Vũng Tàu. Còn ngày 27 tháng 4 là ngày giải phóng thành phố Bà Rịa quý vị ạ. Hãy chờ tiến nó vào. Cái mảnh đất này ấy, thì là có diện tích là 12 nhân với lại 50 quý vị ạ. Tức là 600 m². Hiện trạng là đất nông nghiệp chưa lên thổ cư. Và về quy hoạch ở cái mảnh đất này ấy, thì là đất biệt thự vườn, xây dựng biệt thự vườn và xây dựng theo dự án. Thì lúc trước ấy, cái này nó là cái quán cà phê. Đấy, dưới này là hai cái nhà vệ sinh nam và nữ, có một cái hồ cá ở đây. Hiện trạng là đang có hai gian nhà gỗ lục giác. Đấy, hai gian nhà gỗ này. Đây, có một cái lán ở đây. Và giá chào bán cho lô đất này là 6 tỷ 6 quý vị nhá. 6 tỷ 6. Khi bán thì chủ nhà có để lại hết những cái đồ đạc này trên đất. Đây, mấy cây vú sữa này. Đây, hai cây vú sữa này. Hai cây vú sữa này mỗi cây đã gần 100 triệu này. Cây cau vua. Đây là mấy cây, đây là cây đào tiên. Đó. Đây nhà gỗ đây. Đây có cả quạt trần ở đây luôn rồi này. Hai cái lán. À. Rồi có cả đồ dùng của quán ăn này, đồ ăn này. Đó. 6 tỷ 6 quý vị nhá. Cho 600 m². Nói chung là giá như vậy là rất là tốt ạ. Mặt tiền đường chính ở đây quý vị nhá, không phải là trong hẻm đâu. Tôi thấy một mức giá mà anh ấy đưa ra như vậy là rất là ok quý vị nhá. Rất là tốt. Đây, đây cây lộc vừng này, sơ ri này, một số cây, đây kia cây mấy cây xoài. Đó. Hồ cá. Đấy. Thì bây giờ mình đi ra xem cái con đường ở ngoài nhé. Con đường ở ngoài đây. Rồi, đây mình đi ra ngoài cổng này. Đây. Đây là cái đường 28 tháng 4 quý vị nhé. Đi đây một đoạn là hồ Mang Cá. Rồi là, vâng, gần hồ Mang Cá, gần trạm y tế của Long Sơn. Phía đằng sau lưng của tôi thì là đi về khu tái định cư. Đấy. Ngay đây là cái đường chính này. Ngay đây là đường chính, là cái cột đèn đây quý vị này. Đó, đấy, đường chính, đường lớn. Đường lớn trước mặt để đi thẳng ra đường Hoàng Sa. Đấy. Đường Hoàng Sa, quý vị có thể tham khảo một vài. Vâng, khu tái định cư bên này. Ngay tái định cư đây. Khu tái định cư đây. Đấy, đường đi để đi vào khu tái định cư rồi đi ra đường Hoàng Sa đấy quý vị. Đấy thì sơ bộ quý vị biết một cái lô đất ở đây. Mặt tiền đường 27/4, đấy đất của mình từ đây cho đến chỗ kia. Đấy, ngang 12 m. Đất rất là vuông vức quý vị nhé.
Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Tất cả các cột này đều có đế cột là xây lên luôn đấy. Vâng. Đế này như hàng rào á. Vâng. Không phải là cột bình thường. Tức là hàng rào rất là chắc chắn, kiên cố. Kiên cố tức là xây dựng được nhà lầu á. Vâng. Đây mấy cây rất là to. Rồi, đấy, sơ bộ quý vị biết nha.